Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt ếch kho xả ớt Một món ăn rất là dân dã dạ ở vùng quê miền Tây Thịt ếch rất là ngọt, ngon, rất là bổ dưỡng Còn xả có vị hương thơm rất là đặc trưng Rồi cay cay của ớt nữa Kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác Tạo nên món thịt ếch kho xả ớt Rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và wow, hôm nay mình sử dụng ba con ớt, ba con ớt này thì khoảng sáu trăm gram mình sẽ cho cái phần nước hơi nóng vào nghe quý vị cũng khoảng 70 độ c rồi sau đó mình sẽ lấy cái dao mình chà cái phần trên lưng và mình ớt đó quý vị cho nó hết cái phần nhớt nhớt của con ếch nha quý vị đó, mình chà ba con luôn khi nào mà nó hết cái phần chân chân phần nhớt của ớt là được em quý vị rồi sau đó mình sẽ rửa lại khoảng ba bốn nước lạnh cho nó thật là sạch luôn rồi mình sẽ chặt nhỏ nhỏ ra còn ớt thì mình sẽ chặt ra làm bốn hoặc là làm sáu mình sẽ giao cho vừa ăn nghe quý vị và sau một hồi mình đã chặt ra xong rồi đó quý vị rồi mình cho các gia vị vào luôn mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối và trong dĩa ớt Nửa muỗng cà phê bột ngọt Khoảng nửa muỗng cà phê hạt niêm Quà đường gác thì mình cho một muỗng canh đường gác vào Nước mắm thì mình cho khoảng 3 muỗng canh nước mắm vào 3 muỗng hơi lưng hơn nha quý vị và cuối cùng là nước màu thì mình cho cũng khoảng hai muỗng canh nước màu vào nước màu thì nhà mình thắng sẵn luôn nha quý vị cho nên mình ốp trực tiếp vào trong các khúc ớt luôn rồi sau đó mình đảo đều lên rồi mình để cũng khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình kho nghe quý vị tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó càng thấm sâu vào các khúc ớt rồi sau đó mình kho nó sẽ đậm đà và thơm ngon hơn và trong cái thời gian mà mình chờ đợi gia vị thấm vào thịt ớt đó quý vị, thì mình sơ chế các nguyên liệu khác nha quý vị, hành lá thì mình sắc nhỏ nhỏ ra luôn, rồi củ hành tím thì mình đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn ra luôn nghe quý vị. tương tự thì các thép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập luôn, rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn ra để nữa mình phi ớt thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn hôm nay mình sử dụng một trái ớt sừng trâu nghe quý vị ớt này cay dữ lắm luôn rồi mình cũng băm cho nó nhuyễn ra để nữa mình cho vào trong dĩa xả rồi mình cho cũng khoảng 1 phần ba muỗng cà phê muối và trong dĩa xả 1 phần ba muỗng cà phê bột ngọt 1 phần ba muỗng cà phê hạt niêm hơn nữa muỗng cà phê đường cát và ớt hồi nãy mình đã băm diễn ra đó quý vị mình cho hết vào trong vị xả luôn rồi mình đảo đều lên xả mà mình cho các gia vị vào đó quý vị gần hồi mình xào sơ qua trước khi mình kho thì nó sẽ rất là thơm ngon và đậm đà nha quý vị qua bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên mình cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi mình cho một ít thôi nha quý vị trong lúc phi thì mình cũng đảo đều lên luôn Và bây giờ tỏi hành của mình phi đó quý vị Cũng đã rất là thơm rồi Thì mình sẽ cho nguyên dĩa xả vào Nãy mình đã ớp gia vị đó quý vị Mình cho vào Rồi mình xào sơ qua Cũng khoảng 4-5 phút thôi Rồi mình sẽ nhắc xuống nha quý vị đó, Và sau một hồi đó quý vị Thì xả của mình cũng đã rất là thơm luôn rồi Cũng đã ngắm rất là sâu các gia vị rồi Và bây giờ mình nhắc xuống mình Bắt cái chảo khác lên mình cũng cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi và hành tím còn lại đó quý vị mình cho hết vào luôn để mình phi và bây giờ thì tỏi hành tím của mình cũng đã vàng ương lên đó quý vị rất là thơm luôn rồi thì mình sẽ cho nguyên dĩa ớt vào nãy giờ mình ớt cũng khoảng 20 phút rồi và mình cho vào bắt đầu mình kho nghe quý vị khi mình cho vào rồi thì mình cũng đảo đều lên luôn đó bây giờ nó màu nó lên cũng rất là đẹp luôn đó quý vị sau nãy giờ mình kho thịt ớt thì cũng đã rất là săn lên luôn rồi và bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc vào mình tận dụng cái dĩa ốp thịt ớt hồi nãy quý vị mình cho nước lọc vào thì cũng khoảng hơn nửa chén nước lọc nghe quý vị. mình cho vào mình canh canh cái phần nước đó, nó hơi ngập khoảng 2 phần 3 các khúc ớt là được rồi. rồi tương tự mình cũng đảo đều lên luôn trong lúc mình kho. lâu lâu mình đảo một hai lần nghe quý vị. và ớt của mình cũng đã gần chín rồi thì mình sẽ cho cái phần xả ớt vào. hồi nãy mình đã xào sơ qua đó quý vị. mình cho hết vào luôn. Rồi mình cũng đảo đều lên Trong lúc kho thì mình cũng để lửa vừa vừa thôi nha quý vị Không có lớn quá và cũng không có nhỏ quá Để cho ớt kho xa ớt của mình nó sẽ chín từ từ Và nó ngắm các gia vị từ từ Đó, qua sau một hồi Thì ớt kho xa ớt của mình cũng sắp chín rồi đó quý vị Mình đảo qua thêm một quận nữa Rồi mình kho thêm cũng khoảng 1-2 phút nữa là được rồi nha quý vị Cho nó hơi sệt sệt là được rồi và wow, bây giờ ớt kho sẽ ớt của mình cũng đã chín rồi Thì mình sẽ cho hành lá vào Rồi mình cho vài lá ớt sắc vào nha quý vị Cho nó cay cay Nó rất là ngon Rồi mình tắt lửa luôn Và wow, bây giờ thì mình sẽ múc hết ra dĩa luôn Chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình Hôm nay mình làm một món rất là dân dã đó là ớt kho xà ớt món ớt kho xà ớt cũng rất là nổi tiếng ở miền tây luôn nha quý vị nhất là ở vùng quê và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị nguyên dĩa ớt kho xà ớt cũng đã chín rồi một món ngon quê hương rất là bổ dưỡng và rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm ở gia đình thịt ớt thì mềm nè ngọt ngon và cái phần da ớt đó quý vị thì nó hơi dai dai rồi vị hương thơm của sả cay của ớt kết hợp thêm số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món thịt ớt kho sả ớt rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và món này ăn thì khỏi phải nói rất là tốn cơm lắm luôn quá đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau cảm ơn quý vị và các bạn đã xem xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều